Cũng tại Bình Dương vào ngày 21 tháng 10, ông Lê Minh Vũ, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Bến Cát cho biết, hiện ban giám hiệu của trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát đang làm việc với các học sinh xuất hiện trong một đoạn clip đánh nhau được lan truyền trên mạng xã hội để tìm hiểu, làm rõ vụ việc và có hướng xử lý phù hợp. Theo ông Vũ, do có mâu thuẫn từ trước nên vào buổi học thể dục, nhóm học sinh này hẹn nhau ra sân của trung tâm hội nghị thị xã Bến Cát để giải quyết. Tại đây, một số nữ sinh đã lao vào đánh tập thể một nữ sinh khác trong tiếng cổ vũ của nhiều người. Đáng nói hơn, thay vì can ngăn sự việc, một số người chứng kiến lại đứng quay clip và đăng lên mạng xã hội. Trước đó, vào ngày 20 tháng 10, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip, trong đó có một đoạn dài hơn 13 giây, ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhiều nữ sinh khác đánh hội đồng giả mang. Chứng kiến sự việc thì nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự bức xúc trước hành vi bạo lực của nhóm học sinh này. Hiện tại, Sở Giáo dục và Đào tạo của tỉnh Bình Dương cũng đã yêu cầu ban giám hiệu trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn và Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Bến Cát báo cáo về sự việc này.